Rồi, ok anh em, hiệp 5 của đêm ngày 27 tháng 3. Bây giờ em lên cho anh em tiếp đồ bộ nữa nha. Bây giờ là em vừa đăng bộ ACU lên. Anh em đang còn gọi chốt ầm ầm. Bây giờ em lên anh em bộ sa mạc, hải quân và thủy quân lục chiến. Anh em mà khách mới thì em xin cọc một cái thẻ cào 50 ấy này, cứ mỗi video em phải nhắc lên để cho anh em mà khách mới vào xem để được biết. Cọc một cái thẻ 50 và trừ vào tiền cước anh em chỉ ship. Nếu anh em mà chuyển khoản 100% thì em bao ship, và liên hệ giùm em số điện thoại 0911337139. Em làm như cái đài một cái đài biết đọc. Rồi em lấy một bộ sa mạc trước nha anh em, vải caro hàng chuẩn quân đội Mỹ ha. Vì em bán hầu hết anh em chịu khó theo dõi từ 7 giờ tới 10 giờ là giờ em đăng, thì hầu hết anh em mê cái giờ này và chốt tới khi 10 giờ đêm là hàng đã sắp hết. Cho nên anh em thông cảm này, nếu anh em muốn mua được đồ thì phải theo dõi vào giờ này và coi ngay và chốt ngay. Ưng cái nào thì dù em đang đọc bộ này xong là gọi ngay, đừng có chờ hết video nha. Gọi ngay dùm em số điện thoại và chốt. Chứ còn mà chờ hết video người ta chốt hết rồi đó. Và lưu ý, muốn để được báo cho anh em sớm nhất thì phải gọi trước khi like chốt bộ này. Em báo bộ này thì anh em chốt bộ này và để lại một like, một bình luận, rồi sau đó hẳn qua gọi số điện thoại. Bởi vì á, anh em like và bình luận là nó sẽ tương tác giữa máy các anh và máy em. Cái đó là cái lợi cho các anh nha. Khi các anh tương tác như vậy, lần sau em đăng cái video mới là các anh sẽ được báo sớm nhất. Còn các anh im lặng mà cứ gọi qua số điện thoại, không có một cái like, một bình luận gì hết, là các anh về sau một tiếng đồng hồ sau. Em đăng 7 giờ nhưng các anh được báo 8 giờ. 8 và 9 là 10. Cái này là rất là nhiều người báo cho em, nhưng mà cái đấy, lý do các anh không chịu bình luận và không chịu like. Rồi con này size medium roller tương đương là anh em 70-80kg. Nhưng mà cho em số đầu vai này. Vai 48. Vai 48, dài 79. Vai 48, dài 79, chất vải caro nha anh em. Bộ sa mạc này hơi bị đỉnh luôn. Trụ 1, 2, 4 cái tem, 5, 6, 7 cái tem. Quá đẹp luôn, 7 cái tem. Bộ này rất là mới nha. Ê, đăng. Rất là mới, em đang còn đăng bộ cọp lên. Đăng ICU vừa xong, giờ chuẩn bị bộ cọp ở đầu đăng xuất lên. Đó, bộ này rất là mới nha anh em. 596.000. Rất là mới luôn. Không có cái gì để báo lỗi ra, dây chặt đầy đủ. 597 là chốt rồi, 596 trên kia. Con này bụng 92, bụng 92. Anh em mà thích nhỏ hơn thì đôn cái này lại này. Đôn cái dây ở bên hông lại, dây chặt đầy đủ ha. Rồi dài 114. Vải caro mới ten tèn tèn. Ai chốt bộ này chốt cho em 1.100.000. 1.100.000 nha. Chốt giùm em, nói cho em một like và một bình luận. Tôi thích bộ 1.100.000 hoặc là tôi chốt bộ 1.100.000. Đây, quên đọc hai cái tem này nữa này. Hai cái tem cổ, hai tem vai là 4 tem. 4 tem, 5 cái tem, 6 7 cái tem. Một cái dàn tem này không đã 350 rồi. Chưa nói cái bộ đồ này. Rồi ai chốt bộ này chốt cho em 1.100.000 ha. Em lên tiếp một cái bộ hải quân này. Bộ hải quân anh em. Hải quân mấy cái đồ này em bán hàng chuẩn Mỹ không ha. Vai 49, dài 74. Bữa nay có chồng phụ bắt máy rồi cho nên là em có quyền quay. Em đang quay ở đây thì đầu kia ông ơi chốt. Đây, một tem, hai tem. Bộ này rất là mới nha. Lô này em báo cáo anh em mua đồ yên tâm là đồ mới không này. Quá đẹp luôn, không có gì để báo hết. Ba ghi tên và số điện thoại là được. Mai gọi. Bụng 74, giãn ra 82. 74 giãn ra 82.
dài 108. Rồi ai chốt bộ này dùm em 770.000. 770.000. Đây em đăng bộ cọp bắt đầu lên gần hết rồi này. Gần hết rồi, gần lên hết rồi. Mới đang chốt ACU. ACU là có một số anh em mà không hả? 591,1. 41 không có rồi. Nếu mà anh em mà không chịu bình luận hay là tương tác là còn các anh sẽ không được báo sớm, cho nên là giờ này người ta chốt rồi mà một số anh em không có bình luận là chưa được biết, chưa biết báo là em đã đăng luôn mà, cho nên là bị chậm trễ từ chỗ đó đó. Kiểu like tiếp đi, đang còn tiếp mà. Rồi em có một bộ thủy quân lục đang chiến này. Đang quay thôi. Tiếp một bộ thủy quân lục chiến này, bộ này rất là đẹp luôn, bộ này mới, trời ơi, cái này là vải caro. Đang lên đồ bộ tiếp đó, đang quay. Ê, à kaki, bộ này kaki của Mỹ đang nha, thủy quân lục chiến. Size medium rayler. Size medium rayler họ gọi cả số này luôn đấy. Vai 50-51. Vai 50-51, vai 50-55. Dài 76, mới 98% luôn anh em. Mới tem tiền tiền có một cái là không có tem. Bữa nào anh em mua tem, em bữa nào có tem em gửi em bán là anh em mua tem may lên. Anh coi đi, còn mà. Ở đây là có cái vết gỡ tem nha anh em. Đây này. Dạ. Ở đây nó gỡ cái tem bị xước xước một chút này. Có cái vết. Dạ, biết rồi. Cái vết gỡ tem anh em về may cái tem là che lên cái vết xước này, nó gỡ tem nó xước xước một chút thôi. Bộ này lâu lắm giờ em mới gặp mà bộ đẹp mới như vậy à. Hồi Tết em có mấy bộ á. Nhưng mà đây, đẹp không? Đằng này Tâm Nguyễn thôi. Đấy, quá đẹp luôn này. Đẹp không em? Trùng màu nha, ghép được một bộ cái này là nguyên một ông này luôn rồi đấy. Đây, cái quần thì có tên này. Vậy anh em lấy cái tên này ông may qua đây này. Anh vào đi. Cái tay ở bên tay trái. Cái tên này là ở bên tay phải. Anh vào là thấy à? Đây, về may lên dạ, luôn cái chỗ đó. Này giùm em này. May lên cái túi bên này nha. Còn US Army là bên tay trái của các anh. Cờ Mỹ cũng bên tay trái của các anh. Con này là tên thì bên tay phải. Ok. Con này bụng của nó là 86, căng hết cỡ là 94. 86 căng hết cỡ là 94 ha. Vừa luôn. Rồi dài 104. Ai chốt bộ này lên cho em 1.400.000. Nếu như mà cái lỗi này không có lỗi, em bán là 1.600.000. Em không bán 1.400.000 nữa. Vì nó chỗ này nó gỡ mất cái tem là nó bị lủng lộ nhẹ nhẹ thôi. Chốt cho em 1.400.000. Ai chốt thì lên giùm em 1.400.000 ha. Mới được 2 bộ à. Rồi em lên tiếp một bộ này nữa nha anh em. Ơi, 40 em sa mạc. Sa mạc vải caro luôn nha anh em. Em quá chịu. 40 nhưng mà bắt buộc chính phải nhỏ. Con này size medium rail anh em, 70 tới 80 kg là mận vừa luôn. Con này là vai 47. Vai 47 và 48, vai 48. Cái này 39 đi là thoải mái. Còn 40 dài 78. 40 là phải dành cho chân mỏng mà lép như chân con gái á. Không, cái này đó, đây này, hai cái tem. Một thỏ. Bên này quân y. Một bên này là quân y, một bên này là bông sồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái tem. Đẹp quá. Đó, 7 cái tem nha. Trùng màu luôn nha anh em. Con này là bụng 92. Bụng 92. Cái này dây nó mất rồi. Nó mất cái dây ở dưới rồi. Bụng 92. Dài 106. Căng hết cỡ là 107 ạ. Chốt cho em 1.150.000. 1.150.000. 1.150.000 anh em. Quá chừng tem luôn này.
1.150.000. Mấy bộ này anh em sưu tầm là bẩn hơi gì đã luôn rồi đấy. Rồi em lên. Ồ mấy cái này là hết rồi bộ rồi hả bác? Hết. Rồi tối hôm nay em chỉ lên cho anh em như vậy thôi. Như vậy là hẹn anh em video khác. Thì bây giờ là mấy giờ rồi ta? 9:30. 9:30. Em đăng video này em sẽ đón đón tiếp anh em tới đúng 10 giờ thôi nha. Còn hết 10 giờ thì qua 10 giờ em hẹn anh em ngày sau em bắt máy các anh. Chúc các anh ngủ ngon. Rồi em xin phép chào.